Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Châu Đốc. Và ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với tất cả các bạn một cái ngôi chùa. Thì ngôi chùa này là một cái nơi giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ. Mời các bạn theo mình nha. Khi mà các bạn đứng trước cái cổng chùa như thế này nè, thì các bạn sẽ cảm nhận được cái mùi mắm rất là đặc trưng của cái xứ Châu Đốc các bạn ha. Là một ngôi chùa Phật giáo, biểu tượng lịch sử cho sự giao lưu kiến trúc giữa Việt Nam và Ấn Độ. Chùa Tây An, hay còn gọi là Tây An Cổ Tự, tọa lạc tại ngã ba dưới chân núi Sam, nay thuộc phường núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Vào ngày 10 tháng 7 năm 1980, Tây An Cổ Tự đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận là ngôi chùa có kiến trúc kết hợp phong cách nghệ thuật Ấn Độ và kiến trúc cổ dân tộc đầu tiên tại Việt Nam. Giống như hầu hết các ngôi chùa, công trình kiến trúc đầu tiên chính là khu vực cổng Tam Quan. Cổng Tam Quan được chia làm 3 cửa. Cửa ở giữa của cổng Tam Quan là nơi thờ phụng tượng Phật Quan Âm Thị Kính. Du lịch An Giang đến với Châu Đốc, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngôi chùa Tây An được xây dựng trên nền cao, thoáng, rộng trong khuôn viên có diện tích 15.000 m². Tổng thể công trình kiến trúc chùa Tây An được xây dựng theo lối kiến trúc nghệ thuật cổ xưa của Việt Nam kết hợp cùng với kiến trúc độc đáo của Ấn Độ theo phong cách Nam Bộ. Các bạn có thể thấy là cái nét kiến trúc của cái ngôi chùa này là mang đậm nét văn hóa của Ấn Độ, bởi vì nó theo trường phái Nam Tông. Cái phần mà mình ấn tượng nhất trong cái ngôi chùa này chính là cái phần mái ở trên, bởi vì nó theo cái dạng mái tròn, mái vòm. Và đây là một cái mô típ kiến trúc có dáng dấp Ấn Độ, nhưng mà nó lại có một cái bố cục hài hòa với lối kiến trúc chữ Tam theo mô típ của chùa Việt ở vùng Nam Bộ. Bởi vì mình đi vào ngày thường cho nên là ngày hôm nay chùa không đông lắm. Chứ nếu như mà đi vào thứ bảy, chủ nhật hoặc là đi vào các ngày lễ thì các cái đoàn hành hương người ta về rất là đông. Chùa theo phái Đại Thừa có tới 11.270 tượng lớn nhỏ đặt khắp nơi trong chùa. Đa số các tượng này đều được làm bằng danh mộc, trạm trổ công phu và mỹ thuật tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc Việt Nam vào thế kỷ thứ 19. Bên cạnh đó, chùa còn có nhiều hoành phi và câu đối có màu sắc rực rỡ. Từ khu vực chính điện, các bạn có thể sang tham quan Đại Hồng Chung ở khu vực lầu chuông. Chiếc Đại Hồng Chung này được tạc vào năm thứ 32 đời vua Tự Đức, tức là vào năm 1879.
Bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào cái khuôn viên bên trong nha. Mình thấy ở trong đây khuôn viên rất là đẹp. Phía sau của khuôn viên chùa được xây dựng rất là nhiều mộ tháp với kiến trúc rất là độc đáo. Và được chú ý nhất là khu mộ của Ngài Minh Huyên. Ngài chính là Phật thầy Tây An. Hàng năm thì cứ vào ngày 12 tháng 8 âm lịch, hàng ngàn người dân và các tăng ni Phật tử trong và ngoài vùng lại đến đây để mà khấn bái rất là đông. Ở phía sau này thì mình thấy là người ta trồng rất là nhiều hoa lan các bạn nha. Và gần như là cả một cái khu vườn toàn là hoa lan thôi. Có nhiều ý kiến khác nhau để giải thích về tên Tây An. Có ý kiến cho rằng Tây An là ngôi chùa ở phía Tây thành An Giang. Một số khác cho rằng Tây An là thể hiện yếu tố tạo nên chùa như vật liệu từ trấn Tây, Tây Thành và xây dựng trên đất An Giang. Vài ý kiến khác cho rằng Tây An là cầu mong bình an cho miền Tây Nam đất nước, với ước muốn vùng đất mới được khai phá từ nay sẽ an cư lạc nghiệp. Chùa Tây An do một vị quan triều Nguyễn đời Minh Mạng có tên là Nguyễn Nhật An xây dựng vào năm 1820. Khi được triều đình phái đi Cao Miên, ông đã khấn rằng nếu chuyến đi thành công, khi về sẽ dựng một ngôi chùa thờ Phật tại chân núi Sam. Ông là một chí sĩ yêu nước. Mặc dù mất sớm, nhưng ông đã làm được rất nhiều việc, như thành lập nhiều trại ruộng quanh vùng bảy núi để khai khẩn đất hoang, sản xuất và trở thành căn cứ chống Pháp. Ngoài việc tu hành, ông còn có tài làm thuốc trị bệnh cho nhân dân, nên sau khi ông mất, người dân ở đây suy tôn hòa thượng với danh hiệu là Phật Thầy Tây An. Đây là mộ của thầy Tây An các bạn nha. Và mộ thì không đắp nắm theo lời dặn của ông. Đây là cái nơi thờ Vạn Ban Ngũ Hành. Ngũ hành ở đây sẽ là cái tục thờ Ngũ Hành Nương Nương. Thì ngũ hành sẽ bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.